Rồi, xin chào toàn thể anh em cộng đồng mạng nha. Một buổi sáng Hà Nội rất là đẹp. Hoa hồng ban công đã nở. Đây anh em xem, đây là ban công nhà mình nha. Thành phố đang rất là bình yên. Đây anh em, hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em. Đây anh em mà giới thiệu cho anh em cặp loa này và một bộ V5 Pro kết nối với đôi loa. Đây. Anh em cứ buổi sáng anh em cứ làm một vào làm tí trà, làm tí khoai. Và đây mở cho anh em nghe đôi loa Tannoy Mercury 1982 đánh với CD V5 Pro. Mời anh em nghe thằng đặt võ này xem thử nhá. Nghe phê lắm anh em ạ. Con đường xưa em đi vàng lén mái tập thể ngõ hồn dần cái tê. Trang vô quy vì mưa gió hồng về trên trường anh đưa. Mọi người đang được nghe ca sĩ đặt võ hát từ CD V5 Pro đấy, đánh với đôi loa Tannoy rất nhẹ nhàng. Riêng chơi V5 Pro thì anh em chưa có gì thì anh em nên chơi V5 Pro là một cái sự lựa chọn số 1 luôn. Nó là một cái âm ly hoàn hảo này, một cái đầu CDP hoàn hảo này. Chơi CD, USB, thẻ nhớ, Bluetooth không dây. Rồi là chơi audio in-out, mọi thứ đầy đủ hết. Nếu anh em ở Hà Nội thì mời anh em qua làm cốc trà nóng, thưởng thức âm nhạc. Anh em nghe thực tế bao giờ hay hơn là thu âm qua điện thoại. Em mà quay clip thì cũng mong muốn chia sẻ để phát triển kênh YouTube Sơn Loa Audio ngày một phát triển, để chia sẻ với những anh em đam mê nhiều hơn. Vì thế anh em nào cùng đam mê, cùng sở thích audio thì anh em ấn nút đăng ký ở bên góc phải điện thoại của anh em ấy, thì anh em sẽ xem được những clip ẩn dưới dạng chia sẻ dưới dạng thành viên ấy. Đấy, thì nó sẽ hiển thị những cái chia sẻ ẩn lên. Còn nghe thực tế thì bát rất là sướng luôn. Anh là còn chất Tannoy thì anh em quá hiểu rồi. Chất loa Tannoy kiềng vàng này thì anh em quá hiểu nhá. Giá bình dân của hãng Tannoy mà lại đem lại một chất âm phê. Ít tiền mà phê, nói vui là vậy. Cô nàng quên đôi mi, ngóng theo đường vòng quê, hỏi con ai cũng chi. Em ơi, gió lên khơi lòng có trông vời một người xa ngoài trời. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Quay tần cho anh em xem. Nếu anh em chơi con âm ly nhập khẩu này cũng rất hay anh em này.